lỗ hen bay nhanh xưa, bay lên trên bầu trời rồi kìa. Ông già Noel bay đi để phát quà chứ. Thế em có quà đi phát không mà đòi bay như ông già Noel? Bay ở trên cao như thế à? Xong rồi à? Dễ bị ngã lắm đấy. Em sợ độ cao lắm. Thế thôi, bây giờ vào bóc quà đi. Xem ông già Noel tặng cho anh một hộp quà to chưa này. Quà màu hồng đây này. Nhưng mà quà của anh to hơn đây này, dày hơn đây này. Quà của em mới to hơn chứ. Đây này, nhưng quà của em to hơn một tí thôi. Đây này xem nào, to hơn một tí 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 tí. Nhưng mà của em lại mỏng hơn của anh đây này. Mỏng dính hơn. Hay như là bóc quà xem ông già Noel tặng cái gì đây. Sao ông già Noel lại không tặng quà cho tớ nhỉ? À vừa lúc nãy, ông già Noel tặng quà cho các cậu ở đâu thế? Bọn tớ đang chơi ở sân thì ông đi bay từ trên trời xuống tặng đây này. Bọn tớ mỗi người được một hộp luôn. Tớ được một hộp, em Cam một hộp. Đi vào đây bọn tớ bóc ra cho xem bên trong là gì đi. Đây này. Wow, hộp quà của cậu ở bên trong ý. Đúng rồi, đâu em Cam đã mở quà của em Cam ra rồi á. Wow, cái gì đây nặng thế? Một hộp quà màu hồng thôi. Đúng là cho con gái quà màu hồng của Kha. Có bạn nào thích được mở quà như thế này không? Được, hình được. Như là đây này của em này. À đúng rồi, đây em mở đi. Em mở lâu quá. Cam mở nhanh lên xem bên trong là cái gì. Wow, cái gì đây? Cái gì đây? Đưa lên xem nào. Ô, một cái hộp. Nhìn đằng sau này, giống như những chiếc ô tô. Ồ, xe tăng. Wow. Đây là cái xe tăng này. Đúng rồi, một chiếc xe tăng. Sao ông già Noel lại tặng cho em Cam cái xe tăng nhỉ? Còn đây là một chiếc đồng hồ à? Đúng rồi đấy, hình như cái đồng hồ này này là để chứa cái xe tăng này này. Đấy. À, kiểu như là cái chỗ đỗ xe hay là nhà của cái bạn xe tăng này đúng không? Đúng rồi. Ui, ông già Noel tặng quà thích thế. Chả thích gì cả. Ôi, sao lại không thích? Ông già Noel tặng đồ thích thế này. Tớ cao ước có một chiếc xe tăng như này đây. Thế mà còn xe tăng lại còn đồng hồ xe tăng nhá. Đúng rồi, thế ở đây hơi bị ngầu luôn. Nhưng em không thích. Ôi, thế sao em không thích quà lại? Thế thì em thích cái quà nào? Con gái ai chơi xe tăng? Đúng rồi đấy, con gái thì bình thường phải chơi búp bê mấy cả công chúa chứ nhỉ. Chứ làm gì mẹ chơi xe ô tô, xe tăng này chỉ có cậu mới hợp thôi. Đúng rồi đấy, em không thích đâu. Thế thì được rồi, không thích nhưng mà ông ấy tặng thì chẳng lẽ lại mất đi à? Để anh thử mở hộp quà của anh xem là ông già Noel tặng anh cái gì. Hộp quà này á, trông như là hộp bánh sinh nhật đấy. Đấy. Ui lại còn thắt nơ, đẹp thật đấy. Thế mà sao em Cam hôm nay không chọn hộp quà này này? Đâu, ông ấy đưa cho mà, ông ấy đưa cho bạn gái hộp quà màu hồng, bạn trai hộp quà màu xanh. Thế á? Cái hộp quà màu trắng này khả năng cao là có rất nhiều đồ ở bên trong em Cam ạ. Hộp quà này của anh nhá, nhiều đồ lắm. Như nè, ô, hình như là cái túi sách thôi. Túi sách. Nhi. Mà túi sách màu trắng cơ. Ô, không phải là túi sách đâu cậu ơi. Bên trong là một cái túi gì ấy. Sao trông nhìn mặt em Cam trông buồn thế? Thôi em ạ, đừng buồn. Ô, cái này là cái gì đây? Mà nó lại còn màu hồng cơ. À cậu ơi, ở đây có ký hiệu bông tuyết này. Đây, có phải là siêu nhân người tuyết không? Nó trông như kiểu là một con robot gì ấy cậu ơi. Trông nó lạ lạ. À, cái này xoay chân này. Cái này xoay chân này. Ồ, tớ biết rồi. Cái gì vậy? Hình như đây cũng là một chiếc đồng hồ em Cam ơi. Một chiếc đồng hồ á? Đúng rồi, đây này, mình gặp vào nào. Tại sao ông già lại tặng cho cậu đồng hồ màu hồng nhỉ? Để tớ thử xem. Cái này ấy, đồng hồ này là đồng hồ chiếu hình đấy cậu ạ. Sao cậu biết? Nó có một cái nút ấn ở đây này. Nó sẽ ấn vào đây thì cái đây sẽ là một cái màn hình chiếu này. Khi vào bóng tối là nó sẽ chiếu ra hình đấy. Để tớ ấn vào xem. Cậu nhìn thấy màu sáng không? Tớ có. Đấy. Bây giờ thử vào xem nào. Nó chiếu ra hình gì đi. Tớ chỉ thích hình siêu nhân thôi. Đây nha, để tớ thử chiếu lên xem nó ra cái hình gì nào. Người tuyết cậu ơi. Người tuyết này. Ấn vào nữa nào. Hình người tuyết và công chúa tuyết. Ui, công chúa với cả hoàng tử à? À, hình như là cái công chúa này quen lắm em Cam ơi. Đây là Elsa. Ồ, toàn hình công chúa tuyết Elsa thôi, với cả người tuyết nó với cả tần lộc tuyết thôi. Công chúa toàn công chúa với hoàng tử đây này. Và hình Elsa rõ luôn này này cậu ơi. Ui giời ơi, ông già nó
Noel tặng quà kiểu gì? Tặng quà đồng hồ màu hồng, không chiếu ra toàn công chúa với hoàng tử thôi. Tớ chả thích cái quà của ông già Noel đâu. Em cũng chả thích quà của ông già Noel đâu. Thật là con trai ai lại đeo vô màu hồng như thế này? Đúng thật. Sao ông già Noel lại đóng quà nhầm như thế nhỉ? Em cam thì lại là đồng hồ xe tăng của các bạn nam, chứ còn bạn nhím thì lại đồng hồ màu hồng công chúa Elsa. Tớ nghĩ ra một cách này. Cách gì cậu? Mà tại sao các cậu lại không nghĩ ra nhỉ? Em cam thì thích đồng hồ màu hồng, thế thì cậu đổi cho em cam cái đồng hồ công chúa Elsa màu hồng này đi. Đúng sở thích của em cam đúng không? Còn cậu thì thích xe tăng, em cam đổi đồng hồ xe tăng cho bạn nhím. Thế là cả hai bên đều cùng vui. Thôi đúng rồi, em cam có chấp nhận đổi không? Em đuổi, em đuổi. Đây, tớ đang thích cái đồng hồ này của em cam này. Trông ngầu ơi là ngầu. Thế mà lúc đầu anh em mình không nghĩ ra, đổi luôn thế này, ai cũng được. Đúng rồi đấy, em thích cái đồng hồ màu hồng này lắm. Đây, đồng hồ này mới gọi là ngầu này. Mai đồng hồ đấy, nó không phát sáng được như đồng hồ của em cam. Trời chán chết đi được. Không chán đâu. Đây này, anh dẫn sử dụng cho này. Bật ra này. Xong thế nào nữa? Sau đó, ở đây nó có một công tắc của xe tăng này này. Bật lên, đấy, cái đèn phía sau là sáng chưa? Mỗi phát sáng như thế này thôi thì chơi chán lắm. Đi ra đây. Đây này, đặt cái xe này xuống đây. Trên đây nó có điều khiển này. Xe tăng, tiến lên. Thấy chưa? Cái này hóa ra là cái đồng hồ này là một chiếc điều khiển đúng không? Đây chính là bộ điều khiển của cái xe tăng. Có thể tiến lên, lùi xuống và xoay 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 xoay. Thì đây anh mượn nào. Tiến lên này, lùi xuống này, tiến lên này, lùi xuống này. Đấy, đồng hồ này em Cam có thích không? Nhưng mà bây giờ mình đổi rồi mà. Nào, bây giờ cho đồng hồ vào đây đi. Cho xe tăng vào đây đi. Đấy. Tắt đi đã, cái đèn này nó vẫn sáng đây này. Đúng rồi đấy, em Cam đừng bấm vào đấy. Bấm không cẩn thận là cái xe tăng vẫn chạy ở trong cái đồng hồ ấy, nó sẽ bị hết pin đấy. Mà hết pin nó vứt đi đấy, không chơi được đâu. Ai bảo cậu là hết pin nào là vứt đi. Đấy nè. Vừa nãy tôi thấy ở đây có cái sạc này. Cái sạc này vừa nãy nó đi kèm với cái xe tăng đây này. À, thế là khi nào hết pin thì mình sạc được đúng không? Mình chỉ được cắm vào đây, sạc cái xe này. Thế là nó lại chạy được luôn. Em nghĩ lại em thích cái đồng hồ xe tăng. Còn lâu. Anh không lấy cái đồng hồ xe tăng này rồi, vừa lấy quyết định đổi rồi mà. Chứ anh không lấy cái đồng hồ màu hồng đâu. Em đi mà lấy đồng hồ màu hồng. Hai anh em nhà cậu cứ cãi nhau. Thế còn tớ, quà của tớ đâu? Đúng rồi, hay là do cậu không ngoan nên là ông già Noel không tặng quà cậu? Rõ ràng là tớ học giỏi hơn cậu, lại còn ngoan hơn cậu nữa. Sao ông già Noel lại không tặng quà cho tớ nhỉ? À, vừa nãy tớ thấy ông già Noel bay về hướng nhà cậu đấy. Hay là lúc đấy ông ấy đang sang nhà cậu nhỉ? Ui, thế thì tớ phải chạy về ngay đây.